Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sẽ chỉ đạo, điều hành chung hoạt động Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, an ninh nội chính, kế hoạch đầu tư thanh tra, cải cách hành chính, an toàn giao thông, quản lý nhà, đất sở hữu nhà nước. Ông Phan Văn Mãi cũng trực tiếp chỉ đạo các sở kế hoạch đầu tư, sở nội vụ, công an thành phố Hồ Chí Minh, bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, viện nghiên cứu phát triển. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình được phân công làm phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai tài nguyên và môi trường, giao thông, vận tải, cấp thoát nước, quản lý nhà, giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ông Lê Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, quỹ phát triển nhà ở thành phố. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghị quyết 54 của Quốc hội, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Bà Thắng phụ trách các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, ngân hàng, thuế, thương mại, dịch vụ, du lịch, đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời bà Phan Thị Thắng trực tiếp chỉ đạo các sở tài chính, sở du lịch, sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, ban đổi mới quản lý doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co.op, ông võ văn hoan phó chủ tịch ủy ban nhân dân được giao chỉ đạo công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển khai nghị quyết của quốc hội về chính quyền đô thị và thành phố thủ đức đồng thời Ông Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng chống lụt bão, thiên tai, trực tiếp chỉ đạo sở ngoại vụ, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, ban thi đùa. Khen thưởng, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, một số ban quản lý, hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và một số công ty. Ông Ngô Minh Châu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được giao chỉ đạo các lĩnh vực an ninh, nội chính, thanh tra, hành chính tư pháp dân tộc, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, ông Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo thanh tra thành phố, sở tư pháp, ban dân tộc, ban an toàn giao thông thành phố. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, được giao phụ trách các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, thương binh và xã hội, biêu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản, báo chí. Đồng thời, ông Dương Anh Đức trực tiếp chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục, Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.